Hoàng Tuấn Anh, bác sĩ ơi, con mình sốt 38 độ 3 có nên dùng thuốc hạ sốt không? Không, bắt đầu từ 38 độ 5 mà chúng ta sẽ quan sát cái tình trạng của em bé để xác định việc có dùng thuốc hạ sốt hay không. Nếu mà nó sốt, nó không quá quấy khóc, nó không quá khó chịu, chúng ta sẽ không dùng ngay. Đấy, còn nếu mà nó thấy nó có bản nó khó chịu rất nhiều trong cái quá trình sốt này chúng ta sẽ dùng. Tức là cái mức 38 độ 5 là cái mức mà để chúng ta xem xét cái việc có bắt đầu dùng thuốc hạ sốt hay không, chứ không phải là chắc chắn chúng ta sẽ dùng. Còn cái sốt là một cái phản ứng có lợi của cơ thể, nó phản ứng kích thích cái hệ miễn dịch, chứ không phải nó uống càng nhiều thuốc hạ sốt làm cho nó hết sốt thì nó sẽ khỏi bệnh đâu. Nó chỉ là một cái triệu chứng mà chúng ta phải quan sát kỹ hơn để tìm thêm các cái triệu chứng khác và chúng ta tìm xem cái nguồn gốc bệnh, cái bệnh nó là cái gì. À, chứ hết sốt không có nghĩa là hết bệnh, và sốt là một cái phản ứng có lợi cho cơ thể, nên các bạn nhớ cái này để chúng ta áp dụng vào cái việc giảm sốt, hạ sốt cho con. À, bạn Mai Thanh Tâm, bác sĩ ơi, có em 1 tháng 10 ngày đi xét nghiệm vàng da chỉ số 165,5 có sao không? Tại em thấy chỉ số bình thường là 17,1. Không. Nó có nhiều cái mức chỉ số nhưng nó chưa đến cái mức mà như kiểu là phải can thiệp bằng cái việc là truyền dịch hay là thay máu hay gì gì. Còn lại thì nó sẽ từ từ nó giảm dần, không làm sao. Bạn nhím xù lông. À, bé sơ sinh 10 ngày tuổi mắt bị rèn xanh nhiều dùng Tobedex nhỏ mắt có được không? Được bạn ạ. Hai bên trên mình trả lời rồi nhỉ. À, bạn nhỏ cho em bé đi từng 3 ngày là nó sẽ hết đấy. À, nó 5 ngày nó hết hẳn, nó 3 ngày bạn nhỏ mà nó không đỡ thì bạn phải đưa đi gặp bác sĩ. Bạn bạn Nga Ngố. Bác ơi cho em hỏi, cháu em nay được 10 tháng 5 ngày, từ lúc 9 tháng tới giờ bé ngủ ngày rất ít, tầm 20 đến 30 phút là dậy. Cả ngày ngủ được 1 2 giấc, tối thì bé có thức tim mẹ 2 3 lần rồi ngủ tiếp. Với giấc ngủ như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe bé không? Bé hay quấy khóc, cân nặng chiều cao vẫn cuộn. Thực ra thì cái ngủ ban ngày nó lại không ảnh hưởng gì. Nó sẽ hay có những cái giấc ngủ ngắn tầm 30 phút, 4 5 phút. À, nó cứ theo cái chu trình theo kiểu là bú sữa này xong đi ngủ này. Ngủ một lúc lại dậy chơi, chơi lúc chán lại đến giờ bú tiếp theo. Thì thực ra những cái ngủ ngắn ban ngày nó không sao, cái quan trọng nhất là cái ban đêm. Bạn xem cái này này, nếu mà ti mẹ 2-3 lần rồi ngủ tiếp đấy thì bạn sẽ xem xét nó bị ti nhiều lần quá. Đến 10 tháng rồi thì tốt nhất là chỉ lên ti mẹ khoảng một lần trong đêm thôi, chứ không ti nhiều quá. Ví dụ 7-8 giờ bú sữa đi ngủ, đến 11-12 giờ ăn một lần nữa, và đến 5-6 giờ sáng mới ăn một lần nữa. Còn nếu bú nhiều hơn cái lần ban đêm thì bạn cần phải cai ti cho em bé, phải cai ạ. Bà Nguyễn Thanh, em chào bác sĩ tư vấn giúp bé 6 tháng 27 ngày, em có thể cho bé ăn dặm bé tự chỉ huy hoàn toàn được không? Ôi là chuông mất câu hỏi rồi. Ôi có bạn nhá, mình nhớ không nhầm mình đọc là bạn hoàn toàn có thể cho em bé ăn dặm đường nếu nó không hợp tác với cái việc đút thìa. Cái em bé dưới 6 tháng thì các bạn chỉ bổ sung vitamin D thôi, còn những cái khác thì nó tùy trường hợp cụ thể theo tư vấn của bác sĩ. Chỉ có cái vitamin D là cái mà khuyến cáo bổ sung thường quy cho em bé. Bạn Quỳnh Trang bị chạy câu hỏi các bạn ạ, là nó sẽ cứ đăng cứ thêm mình như thêm câu hỏi là nó sẽ chạy lên, xong lại còn đập lại kiểu gì nữa này. Nó không theo thứ tự giúp mình không. Bạn Trúc Sinh, bác sĩ ơi cho em hỏi, bé gái nhà em sinh được 3 cân, 2 tháng đầu tiên tăng đều mỗi tháng 1 cân, bước sang tháng thứ 3 bé dị ứng hải sản, giờ được 3,5 tháng mà có 5 cân không tăng cân nữa. À, cái này phải xem, ví dụ bạn ăn đồ gì mà làm cho em bé dị ứng nó sẽ ảnh hưởng đến đường ruột, và chúng ta sẽ phải dùng thuốc để phục hồi đường ruột cho con trước, cho em bé uống men vi sinh đi ạ. À, còn nặng hơn ví dụ như có tiêu chảy, phân có nhầy hay có máu gì thì chúng ta sẽ phải điều trị cụ thể hơn ạ. Bà Phạm Mỹ Tâm, bác ơi con em cần cắt tháng nữa, khi đủ tháng cắt tháng nữa có ảnh hưởng gì không, và sau khi cắt thì làm gì? Không có ảnh hưởng gì đâu, không có phải làm gì, cắt tháng nữa cho em bé càng sớm càng tốt. Nó không có khái niệm như từ mấy tháng mới phải cắt đâu, có thể cắt ngay lúc sơ sinh được, nó càng đỡ đau càng khó chịu cho con ạ.
Để muộn quá đến cái giai đoạn mà con nó tập nói thì nó ảnh hưởng, nó bị nói ngọng, hoặc có những đứa nó ngắn hẳn thì nó lại khó nói, nó không phát âm được. Nên là cái tháng rưỡi này là cách càng sớm càng tốt.